ngoài đường mưa quá, đang định đi review cho cái nhà món ăn Hồng Kông mà mưa quá không có biết là lội đi được không. Em đang mới đi ra ngoài khách sạn của em đi vòng vòng nè. Đang lạnh. Chỗ này cũng nè, đồng khởi nè. Chỗ này là cũng có seafood steak các kiểu nè. Ở đối diện cái hotel nhỏ luôn. Nhưng mà em nghe đồn là cái chỗ quán Hồng Kông này ngon. Rồi em quay cho cả nhà xem. Ở đây là đường Đồng Khởi nha cả nhà. Cái tới rồi nè cả nhà. Ở đây là Dynasty House Hồng Kông Dim Sum and Hot Pot. Ở đây nè cả nhà. Em đi men men theo cái này nó không có ướt. Hồi nãy là mưa lớn lắm luôn á. Giờ hơi tạnh tạnh rồi đi nè. Dạ hai người. Xong sẽ hiện ra một cái menu của quán nha cả nhà. Menu của quán nằm ở trong này. Còn gì nữa? Thế à? Còn tôm sú. Tôm sú. Em muốn ăn tôm thôi nha. Em nói rồi á. Dì mực đi. Em kêu rồi. Em kêu bạch tuộc rồi. Dì con mực đây đi. Khỏi tôm sú. Anh kêu mực gì vậy, khỏi kêu bạch tuộc. Nó đi giống nhau hả? Một phần bò gà. Ít thôi nghe, em chưa đói đó. Mọi người ăn hết nha. To tờ quá trời luôn. Làm sao mà ăn cho hết. Mấy chị pha nước mắm chấm sẵn cho luôn nè. Mời cả nhà cùng ăn lẩu buổi tối với em nha. Cái miếng bánh này ở ngoài nó mềm, bên trong thịt tôm nó cũng bằm ra sẵn rồi. Không phải món khoái khẩu. Ăn cho biết với ra thôi. Chân gà. Chân gà này làm gì vậy? Hồi nãy anh kêu em biết cái món này. Chân gà hấp xì dầu. Mà gục ơi gục luôn vậy nè. Mình á là mình mình ăn mà mình tô son, mình không có cạp thế nào mà cạp nguyên một cái chân vậy được. Thôi mùa thuốc bắc mặn à. Không phải, tại vì em không quen thôi, không quen ăn cái khẩu vị này thôi. Chứ cameraman của em nó là ngon, nhưng mà tại vì em không thích ăn lắm. Chân gà hầm tới gục luôn. Em có mùi thuốc bắc. Ở đây một phần nó là mấy bốn chân. Một phần bốn chân. Cái này là khăn lông bò nha cả nhà. Cái này một con mực.
một miếng. Cái này bún tơ cuộn. Sốt làm vừa ăn. Em muốn cho nó hơi mặn mặn một chút. Anh thử ra. Đúng rồi, chua một chút. Nước tương. Dạ. Này là nước tương với này, giống như này sao tết hơn. Nặng quá. Để em kia đi, tự lấy đi. Cái này sa tế nè, lấy sa tế nè. Đam mê sa tế. Không, thêm miếng giấm nữa, chua chua nữa. Giấm bên hông á. Cái kia nước tương, xì dầu. Kiểu như em muốn chanh á, chanh á, chua chanh á. Muốn ăn chua mà chua chanh luôn á. Tại cái khẩu vị em ăn chua, chua mà chua Thái mà. Chua cái kiểu khẩu vị của người Thái nha, chua chua cay kiểu đó đó. Em ăn hơi đậm vị một chút. When you tip in, you hold it on. You hold it on. Không, để cho chín hả? Không quen ăn vậy. Em không quen ăn sống thôi quá. Anh ăn sống anh giống như anh ăn bên đây bên này. Nhớ lấy lên nha. Để bên đây cho dễ lấy. Thịt bò người ta ăn tái chứ em ăn tái em ăn không được. Cho nên em phải để cho chín nè. Để cái này nữa nè. Để cái này ngồi lộn với cái nấm đùi gà.
Đậu thái này ngon không? Chai thái ngon. Nước súp ngon, anh chan nước súp đi. Ngon. Quán này ngon ngay thôi nha. Thịt bò mềm. Kìa. Cái ramen nó béo béo. Cái nước lẩu ramen này béo béo. Cái bún này nè, nó giòn hơn cái miếng nữa. Miếng mình ăn vô sạch sạch, mà cái này nó giòn hơn nữa. Hồi sáng ăn ở chỗ lên mét 81 thất bại. Tối nay ăn bù lại. Cái khăn bò nãy giờ bỏ vô không thấy luôn. Để bỏ khăn bò vô hết luôn. Hấp có khi nào nó quéo lại không? Nè. Khăn bò nha cả nhà. Em bị lộn với nấm đùi gà cũng sắp một miếng y chang vậy nè. Mà nãy giờ để tới 2-3 miếng hả? Để nó vô bên vậy nè cho dễ nhớ, ngồi khỏi lộn. Để thử thăng bò coi. Khăn bò mà em chưa thăng bò. Giòn giòn. Dai dai. Mới ăn có nhiều no. Em mà đi review đồ ăn chắc em kêu cho món chút no. Tại mình kêu vừa đủ ăn thôi. Cảm thấy chưa no thì mình có thể mình kêu thêm. Tại đây là cái thói quen ăn uống của mình á. Ở nhà mình cũng vậy à. Hoặc là
cũng vậy, ăn buffet á, em kêu em đem ra vừa đủ, em ăn cảm thấy chưa no mới đi lấy nữa, em không có lấy nhiều, thói quen của em vậy. Bún nó giòn giòn không? Chán sốt vừa. Chiếu xong cái nước súp này để thử đó. Lơ chán hả? Không. Camera gì đi quay gì không có nghe lời diễn viên gì hết trơn á. Chắc trừ lương quá. Không ăn nữa. Em ăn ít nè, em nói rồi. Camera mà đi theo em là camera bị mọc. Mọc ra. Hồi nãy rõ ràng hồi nãy là em kêu ít ít thôi, ăn không hết. Bây giờ ngồi rên. Ý là chua uống nước á. Còn miếng bò anh ăn nha. Mình kêu mình phải có trách nhiệm mình ăn chứ. Đúng không ấy nha. Nè em. Em nè. Đó. Chia đều rồi. Mấy bạn nhà TikTok cơ với YouTuber Trung Quốc ăn quá trời luôn. Em là xin cúi đầu chào thua. Nắm này chấm với cái sốt này cũng ngon. Chị tính tiền giùm em luôn nha. No say luôn đó nha. Hết rồi, còn có một chút xíu nấm nữa là hết rồi. Hết sạch luôn. Ở đây họ dọn dẹp sạch lắm nha. Mình ăn họ dọn cái nào xong là họ lau bàn này cái đó. Một triệu 321 ngàn. Dạ không. Dạ không. Dạ dạ được. Chịu.